Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc có thể nắm giữ chìa khóa giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg ngày 2 tháng 7, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng lớn đến Nga tới mức Bắc Kinh có thể khiến cuộc xung đột ở Ukraine khép lại chỉ bằng một cuộc điện thoại. Cụ thể, Tổng thống Phần Lan nói, một cuộc gọi từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nếu ông Tập nói, giờ đã đến lúc thương lượng hòa bình, Nga sẽ buộc phải làm vậy. Tổng thống Phần Lan cho rằng Moscow lúc này không có nhiều lựa chọn. Tổng thống Phần Lan cũng cho biết Nga sẽ buộc phải bắt đầu đàm phán với Ukraine nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc nhất quyết yêu cầu điều này, vì theo ông Stubb, Nga không còn lựa chọn nào khác. Đồng thời, ông Stubb tin rằng hiện không thể đề cập về lệnh ngừng bắn và kêu gọi cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, việc chấm dứt xung đột Ukraine có thể mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Quốc gia luôn bảo vệ các quy tắc quốc tế liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Ông Stubb cho biết, điều này thể hiện sức lãnh đạo của Trung Quốc. Hiện Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của Tổng thống Phần Lan. Cũng theo Tổng thống Phần Lan, việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ là mối quan tâm của Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng về một giải pháp hòa bình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Hồi tháng 5, khi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mong muốn của Trung Quốc về việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế có sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Trung Quốc đã không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng 6, trong khi đó Nga cũng không được mời dự sự kiện này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng ngày 31 tháng 5 về hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được cả Nga và Ukraine thông qua với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên, và tất cả các đề xuất hòa bình phải được thảo luận công bằng và bình đẳng. Israel phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất. Đây là lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Benizia cảnh báo. The Financial Times FT tuần trước của Mỹ đã đưa tin, Israel và Ukraine đang thảo luận về việc chuyển giao 8 hệ thống Patriot cũ của Israel cho Kiev. Việc này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga và Israel. Đại sứ Nebenzia cảnh báo khi Moscow đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ nói, tôi nghĩ rằng điều này tất nhiên có thể gây ra những hậu quả chính trị nhất định. Vũ khí, dù được ai chuyển đến Ukraine, cuối cùng cũng sẽ bị phá hủy, giống như các vũ khí khác của Mỹ và phương Tây, đó là điều hiển nhiên. Hồi tháng 4, Israel công bố kế hoạch loại bỏ các khẩu đội M901 Patriot PAC-2 đã hơn 30 năm tuổi và thay thế chúng bằng hệ thống phòng không tiên tiến hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa ngừng hoạt động do lo ngại căng thẳng với phong trào vũ trang Ebola ở Liban có thể gia tăng thành một cuộc xung đột tổng lực. Bài báo mới nhất của FT cho biết thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất, trong đó những hệ thống Patriot của Israel sẽ được gửi tới Mỹ trước khi được cung cấp cho Ukraine, quốc gia đang gặp phải tình trạng thiếu hệ thống phòng không. Trong suốt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, Israel chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine và từ chối gửi bất kỳ các loại vũ khí nào. Một năm trước, Israel đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc viện trợ hệ thống phòng không vòm sắt của Israel. Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí nước ngoài được gửi tới Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự mà chỉ kéo dài thêm giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Tác động của cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine đang mở rộng ra toàn cầu, trong đó có các cuộc tập trận hải quân gần đây của Nga ở biển Baltic và gần bờ biển Mỹ, rõ ràng nhằm gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới phương Tây. National Interest đã bình luận, việc Nga triển khai tàu ngầm Diesel Điện ở phía biển Baltic để tập trận chống tàu ngầm, đồng thời đưa tàu ngầm hạt nhân tới gần Florida trên đường đến Cuba, được cho là đã báo hiệu cho sự quyết đoán ngày càng căng thẳng của Moscow. Những hành động này cho thấy một chiến lược rộng lớn hơn của Moscow nhằm thách thức sự thống trị của NATO. Tình hình hiện tại nhấn mạnh hậu quả lâu dài của việc mở rộng NATO, vốn bị Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước này, dẫn đến căng thẳng toàn cầu đang thực sự gia tăng. Hải quân Nga gần đây đã triển khai hai tàu ngầm diesel điện tiên tiến của mình là Novorossiysk và Dmitrov
trên biển Baltic, nơi vốn được coi là cái hồ của NATO. Tại đó, chúng tham gia vào các cuộc diễn tập chống tàu ngầm, thực hành diễn tập bắn ngư lôi vào nhau. Động thái này đang diễn ra sau khi có sự cố gây sốc khi một tàu ngầm hạt nhân của Nga đã chở vũ khí siêu thanh tiên tiến xuất hiện gần bờ biển nước Mỹ trên đường tới Cuba. Về phần mình, Washington và các đồng minh đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự cố trên, mặc dù họ vẫn triển khai một đội tàu chiến chung của Hải quân Mỹ và Canada để theo dõi hạm đội Nga khi chúng đi qua gần bờ biển Florida trên đường đến Cuba. Sự cố trên biển Baltic cho thấy Nga đã có những động thái táo bạo thách thức Mỹ, NATO trên toàn cầu. Động thái này của Nga rõ ràng là nhắm gửi thông điệp đến Washington rằng chúng tôi ở gần và chúng tôi không còn là một con hổ giấy. Bất cứ điều gì mà người Mỹ có thể làm ở sân sau Nga, Moscow cũng có thể làm điều tương tự như vậy ở sân sau của Mỹ, bởi hành động có đi có lại là nguyên tắc chính của các quan hệ quốc tế. Quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander nhằm vào sân bay quân sự của Ukraine ở thành phố Mykolaiv, vùng Poltava. Truyền thông Nga đã đưa tin vào đêm 30 tháng 6, rạng sáng ngày 1 tháng 7, ba tên lửa Iskander trang bị đầu đạn chùm đã tấn công mục tiêu chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine. Các vụ nổ mạnh xuất hiện tại căn cứ không quân Mykolaiv, vùng Poltava. Theo các nhà quan sát, các sân bay quân sự ở Mykolaiv, Starokonstantinov, cũng như ở vùng Chernovtsi và Ivano-Frankivsk của Ukraine thường xuyên bị tên lửa và máy bay không người lái cảm tử của Nga tấn công. Các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng di chuyển các máy bay Su-24 và MiG-29 từ những sân bay này sang sân bay khác để đánh lạc hướng cuộc tấn công của Nga. Trước đó có thông tin cho biết, Nhà Trắng đã từ chối cho phép Kiev triển khai máy bay F-16 từ các căn cứ không quân nằm ngoài lãnh thổ nước này. Theo điều kiện chuyển giao, máy bay F-16 của Mỹ phải được đồn trú tại các sân bay trong lãnh thổ Ukraine. Do đó, ngoài sân bay Starokonstantinov và Mykolaiv cùng hai sân bay dự bị ở khu vực Lviv và Kiev, các lực lượng Ukraine vẫn còn một căn cứ không quân ở Lutsk có điều kiện phù hợp để tiếp cận các máy bay chiến đấu này. Trong một diễn biến mới, Bộ Quốc phòng của Nga hôm thứ Hai ngày 1 tháng 7 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 8 tên lửa hành trình Storm Shadow, 5 quả bom Hammer, 5 tên lửa HIMARS và Vampire cũng như 72 máy bay không người lái chỉ trong một ngày. Người đứng đầu quận thành phố Kakhovka, Pavel Filipchuk mới đây cho biết trên Telegram rằng chính quyền Ukraine đang cố gắng che giấu tình hình dịch tả ở Kherson với công chúng. Ông Filipchuk viết, dịch tả tiếp tục giết chết các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine, không thể ngăn chặn được, nhưng Kiev vẫn đang tiếp tục giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra ở đây. Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sando nhấn mạnh rằng sự lây lan của dịch bệnh từ các bệnh nhân ở hữu ngạn sông Dnieper do chế độ Kiev chiếm đóng sang tả ngạn là thực tế không thể xảy ra vì các liên lạc giữa các bên không được thực hiện. Trước đó, các chiến binh ngầm từ Kherson đã báo cáo về sự bùng phát của dịch bệnh, hơn 100 người phải nhập viện, ít nhất 14 người thiệt mạng. Dịch tả phát triển chủ yếu trong số quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các thành viên kháng chiến, chính quyền địa phương do lo sợ hoảng loạn nên đã tìm cách che giấu thông tin hoặc bỏ qua những trường hợp được xác định mắc bệnh tả là thương hàn. Trong một diễn biến khác, để bù đắp tổn thất trên chiến trường và thành lập các lữ đoàn mới, Ukraine cần ít nhất 200.000 quân vào cuối năm nay hoặc 50.000 quân vào mỗi quý, nhưng đã không đạt được con số này trong những tháng gần đây. Các quan chức an ninh châu Âu giấu tên chia sẻ với tờ DW của Đức, kế hoạch huy động mới nhất hy vọng sẽ tuyển được tới 10.000 tân binh từ các nhà tù theo một đạo luật được Kiev thông qua vào tháng 5. Cho đến nay, 2.800 tù nhân của Ukraine đã nhập ngũ, tờ DW cho biết, trích dẫn số liệu từ chính phủ Ukraine. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!